Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa tới biển Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thì vào những ngày cuối tuần các bạn có thể tới đây, hãy cùng mình khám phá về biển Thịnh Long nhé. Khi mà đến bãi biển Thịnh Long thì các bạn có thể chụp hình câu cá và thưởng thức những món ăn hải sản rất là ngon. Nếu bạn muốn trốn phố thị, tìm đến một nơi thanh bình, yên ả để ngắm hoàng hôn và nghe âm thanh rì rào của sóng vỗ, lại không quá xa Hà Nội thì bãi biển Thịnh Long chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn vào những ngày cuối tuần. Khi mà đến biển Thịnh Long, những bạn nữ có thể vừa thả dáng điệu đà để dinh về những tấm hình ảo diệu, hay thỏa mãn những chiếc bụng đói bằng những món ăn hải sản giòn giòn ngon ngon. Chao ôi, mới nghĩ đến mà tim đập rộn ràng và đôi chân cuồng đi ngay và luôn. Bãi biển Thịnh Long vốn là một trong những bãi biển đẹp nhất của huyện Hải Hậu nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung. Biển Thịnh Long tuy không sở hữu những bờ cát trắng đẹp mịn màng như Nha Trang, nhưng chính nét đẹp hoang sơ của nhiều tầng cây nguyên thủy cùng với hệ sinh thái phong phú đã khiến biển nơi đây đẹp mộc mạc theo cách riêng của nó. Và mình và nhóm bạn thì đang ở cái khu vực kè đá của cuối bãi biển Thịnh Long. Nơi đây thì rất là dễ chịu khi có rừng phi lao, và kè đá thì được trải dài ra phía cảng biển khoảng gần 2 km, rất là dễ chịu. Không khí ở đây thì thật là tuyệt vời, và lúc hoàng hôn hoặc lúc bình minh thì các bạn ra đây đi dạo ở với gia đình, người thân hay bạn bè thì không khí ở đây thật sự là một cái điều rất là lý tưởng cho các bạn khi mà du lịch Thịnh Long. Bãi biển Thịnh Long sở hữu 3 bãi tắm với dải cát mịn màng, là nước trong veo. Bao bọc xung quanh biển là những rặng phi lao xanh ngút ngàn với rặng dứa mọc dạ chi chít. Thảm thực vật đa dạng khiến nơi đây đã thành nơi trú đông của nhiều loài chim. Đây cũng là nét đẹp đơn sơ, thanh bình khiến nhiều du khách tìm về đây để tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả. Nếu các bạn từ Hà Nội về Thịnh Long thì mất quãng đường khoảng 150 km nếu đi theo quốc lộ 21 và khoảng 135 km nếu đi theo đường tỉnh lộ 490 qua cầu Thịnh Long. Và nếu du khách xuất phát từ Hà Nội thì bạn có thể bắt xe khách về Thịnh Long vào bất cứ buổi nào trong ngày nếu ở bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình. Còn đối với những người thích khám phá toàn bộ mảnh đất thành Nam thì chắc chắn xe máy là lựa chọn lý tưởng và ô tô cá nhân, bởi đây là hai phương tiện hữu ích giúp bạn có thể ghé thăm bất kỳ nơi đâu bạn muốn và được tự do về giờ giấc. Và khi các bạn đi du lịch biển Thịnh Long thì sẽ có rất là nhiều nhà nghỉ, khách sạn lớn với giá cả phải chăng để phục vụ du khách. Một số khách sạn lớn phải kể đến tại Thịnh Long đầy đủ tiện nghi với giá tiền 400k trên ngày, phải kể đến đó là khách sạn Hoàng Anh, Thăng Long, Hải Âu. Còn nếu bạn muốn nghỉ ngơi giá rẻ thì có thể đến nhà nghỉ với cái mức giá 200k trên ngày. Để mà khám phá biển Thịnh Long với những trải nghiệm thú vị thì sẽ có 3 bãi tắm. Bãi tắm 1 thì sở hữu bãi bồi cát đẹp. Bãi tắm 1 là bãi tắm sở hữu những bồi cát xinh đẹp nhất. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi tập trung nhiều khách sạn lớn, nhà nghỉ như khách sạn công đoàn, khách sạn công ty dệt may được xây dựng từ những năm hình thành khu du lịch nghỉ mát Thịnh Long. Sau bãi tắm 1 còn sở hữu một số khách sạn lớn như Hải Âu, Sơn Hằng và Hải Long. Tại đây cũng là nơi tập trung nhiều nhà nghỉ, quán ăn nổi tiếng mà các bạn có thể thưởng thức những cái món ăn hải sản nổi tiếng và vô cùng chất lượng. Đối với những nhà nghỉ dọc theo bãi biển sẽ phù hợp cho những cá nhân, gia đình hoặc công ty dưới 15 người. Khi mùa du lịch đến thì bãi tắm 1 Thịnh Long là nơi thu hút đông đảo lượng khách về đây tắm nhất. Ở bãi tắm này còn sở hữu bồi cát tương đối đẹp ngay sát nhà nghỉ, nên quý khách sẽ được tận hưởng những hương gió biển và những âm thanh lì lào của sóng vỗ vào bờ. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm thì bãi tắm 1 đã quy hoạch căng dây khoanh vùng tắm và cảnh báo du khách không nên ra khỏi khu vực này. Đặc biệt vào dịp hè, lượng khách đổ về bãi biển Thịnh Long cũng rất đông, nên chính quyền nơi đây thì cũng
đã bố trí thêm những đoàn cứu hộ an toàn để đảm bảo không có trường hợp du khách tắm biển gặp những cái nguy hiểm, nhưng các bạn sẽ yên tâm nhé. Tiếp nối bãi tắm 1 mà bãi tắm 2 kéo dài ngược lên phía trên. Bãi tắm 2 thì cũng sở hữu những nhà nghỉ dọc theo đường đê biển nhưng không nhiều như bãi tắm 1. Các nhà nghỉ bãi tắm 2 ít hơn bãi tắm 1 vì lượng khách không tập trung nhiều ở đây nên giá sẽ rẻ hơn vào những mùa cao điểm. Nếu những gia đình cá nhân nào thích sự yên bình và cần không gian tự do thì bãi tắm 2 là nơi lý tưởng dành cho bạn. Tuy không nhiều khách như ở bãi tắm 1, bãi tắm 2 lại sở hữu nhà nghỉ, quán ăn khang trang sạch đẹp như khách sạn 3 sao Tân Thịnh, Thiên Long, Hoàng Anh. Ở cuối bãi 2 còn có quán phục vụ ăn uống Tuấn Bình trong một rừng phi lao để du khách có thể tổ chức cuộc họp, buổi liên hoan, sự kiện theo tập thể hoặc đoàn hội. Tuy lượng khách đến bãi 2 ít hơn bãi 1 nhưng ở đây cũng được căng dây khoanh khu vực để đảm bảo sự an toàn cho du khách. Và từ bãi 2 check lên phía trên cũng là nơi đậu thuyền bè của ngư dân, và đây cũng là nơi diễn ra hoạt động đánh bắt cá của ngư dân địa phương. Vào buổi sáng sớm thì du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh bình minh và chứng kiến cuộc sống nhộn nhịp của ngư dân khi những ghe thuyền tàu bè về với những mẻ cá tươi ngon. Và sẽ thú vị hơn nếu bạn trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân để hiểu hơn về cuộc sống của người dân vùng biển. Tiếp theo là bãi tắm 3, khu vực bãi tắm dưới Mom Lô, khu kè Trắng Sóng. Đó chính là nơi mình đang quay video clip đây. Do ảnh hưởng của thủy triều hay còn gọi là ngày con nước nên thì du khách về bãi biển Thịnh Long vào những ngày này sẽ không nhìn thấy bãi tắm 1 và bãi tắm 2 vì nước biển dâng lên cao. Và trong thời gian gần đây, khu vực kè cửa sông Ninh Cơ đã hình thành một bãi cát rất dài và rộng nên đây cũng là một điểm tắm cực kỳ lý tưởng. Không chỉ những ngày nước lớn và những ngày thường, du khách và người dân đổ về đây rất đông để tham gia hoạt động thú vị cùng với những trò chơi trên cát, hoạt động thể thao đơn giản hay dạo quanh những nơi bờ cát trắng dọc bờ biển. Đặc biệt, đây cũng là điểm chơi lý tưởng để bạn có thể sở hữu những bức ảnh xịn sò, đẹp ngất ngây đấy nhé. Ở đây thì du khách có thể trải nghiệm câu cá ngoài kè, nhưng hiện tại thì chưa có cơ sở phục vụ loại hình này nên đa phần du khách nếu muốn câu cá ở bãi biển sẽ phải tự trang bị đầy đủ phụ kiện câu và mồi. Ở đây thì câu ở sông Ninh Cơ sẽ rất là thú vị và không gian ở đây rất là thoải mái. Để đi đến bãi 3, du khách men theo dọc bãi 1, đường đê biển xuôi ra sông Ninh Cơ khoảng 2 km. Vì khoảng cách khá xa nên phù hợp cho những ai có xe máy, hoặc nếu không thì bạn có thể sử dụng dịch vụ xe điện để di chuyển ra bãi 3 tham quan với giá cực kỳ rẻ. Khi đến bãi biển Thịnh Long thì sẽ ăn gì ở bãi biển Thịnh Long? Do môi trường biển ở đây khá là trong sạch, khí hậu thiên nhiên ưu đãi với những món đồ hải sản tươi ngon và giá thành thì cũng khá là mềm nên các bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon nơi đây, bao gồm cả công chế biến. Ví dụ như ghẹ 500k trên kg 4 con, cá song 500kg, 1 con hơn 4kg, cua thì khoảng 500k đến 600k trên 1kg, tôm to thì khoảng 500k trên 1kg. Và các bạn cũng có thể tổ chức tiệc ngoài trời vào lúc chiều tối. Các bạn có thể tổ chức ở khu vực ở những cái nơi thoáng đãng, hoặc là các bạn tổ chức ở khu vực rừng phi lao sẽ có nhà hàng cho các bạn thuê bếp nướng, hoặc là các bạn có thể tự chuẩn bị củi và có thể lấy những cái tảng đá rất là sẵn có ở đó để làm bếp nướng rất là vui. Và những cái vẻ đẹp hoang sơ tại bãi biển Thịnh Long này sẽ làm rất là vui lòng các bạn khi mà đến du lịch ở đây. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không làm một chuyến phượt về Nam Định để ngắm những cái vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Thịnh Long các bạn nhỉ? Chắc chắn bạn sẽ có ngày nghỉ cuối tuần cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé.